Dạ em gọn vào con. Dẹp vào bên tay phải. Dẹp vào xe kìa. Ui, dậy dậy. Vùn chân vùn tay cho em. Được rồi. Đi từ từ thôi. Đúng rồi, đi từ từ thôi. Con gì thế? Cho em lên mày. Sao ơi, có lên không? Không, tao đưa cho anh đấy. Cứ đi tiếp vào con. Con chào bác ạ. Cha có lên với anh không? Cha có lên với anh không? À ơi. Đừng ngã. Con đừng đưa em ngã đấy. Làm gì đi con ơi. Màu đỏ đâu con ơi? Đang ơi, màu đỏ đâu con? Con chỉ xem màu đỏ là chỗ nào. Chỗ nào có màu đỏ? À đúng rồi. Thế ở trên cái tấm này là màu đỏ là chỗ nào? Đây ở trên cái tấm con đang ngồi ấy. Có màu đỏ không? Màu đỏ đâu? À đúng rồi. Đây. Đúng rồi. Đây. Con tìm cho mẹ chữ O à? Mẹ chữ O à? O đâu? O tròn đâu nhỉ? Tìm chữ O đâu nhỉ? Đây, con tìm xem chữ O đâu. Ồ. Nào, bác nhờ. Quên à? Quên à? Quên à? Đây là ai chữ O đây này con ơi. Chữ O đây này. Ờ, chữ A đâu? Chữ A bổ tâm đâu? Đúng rồi. Chữ B. Chữ B. Không, không thấy chữ B. Đang đứng dậy bác nào. Ừ, đây, tôm tiếp đang đọc đấy. Con chào cụ ạ. À. Ừ, con chào cụ ạ. À. Ba. Ừ. Đúng rồi, con đang xem bác làm việc đấy nhỉ. Làm việc. Ừ. Làm gì? Tiệp đang đo đấy. Bạn đo gì đấy? Anh Tôn Tiệp đang đo đấy. Bạn đo cái gì? Anh kì... Bác xem nào. Thơm nhỉ. Đo xem mấy mét. Đo đi. Tao đo là 30 phân rồi. đứng dậy bác đo này. Ui giời, 85 phân rồi. Ngừng cái đầu lên. Ai, 86. Đâu bác xem nào. Ừ, 85 phân. Rồi 80. Ừ, 80. Nào nào anh đăng nữa, đo cả anh đăng nữa. Đặt chậm chụm chân vào. Chụm chân vào. Ừ. Đấy, 1 mét thôi. Ôi trời, khiếp 1 mét rồi. Được 1 mét rồi em bỏ ạ. Lớn ghê rồi. Con chỉ cho mẹ chữ sò đâu? Đúng rồi, chữ O đâu? Đúng rồi.
Chữ A đâu? A. Số 0 đâu? Johnny. Johnny. Con chỉ cho mẹ số 2 nè. Số 2 đâu nhỉ? Số 0. Hai số 0. À, hai số 0. Mấy số 8? Một số 8. Không, đấy là dấu hai chấm. Mẹ ơi. Dạ. Con đừng nằm thế bẩn con ơi. Thôi. Đò đây, ách xả anh đang đò đây. Ừ, màu đỏ. Anh màu đỏ. Ơi xảy xin ai. À bác Hiếu đúng rồi, bác Hiếu. Bác Hiếu. Ai đi xem nào.